Rồi, mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Đen Lúa Miền Tây nha. Thì rất vui khi được gặp lại cả nhà ở video tiếp theo này. Thì hiện tại mình đang ở phía sau vườn nhà mình các bạn. Và đây là cái ao sau vườn nhà mình. Và đã được tát và bơm khô cạn rồi các bạn. Và đã được bắt cá hết rồi. Thì do cá không có được nhiều nên mình không có quay lại các bạn. Và cũng để chuẩn bị cho việc dọn ao để tiến hành thả cá con, cá mới các bạn. Thì nên cần phải quét sạch cái đáy ao và khử khuẩn cho ao, để mà khi mà mình thả cá các bạn thì cá xuống thì cá mới phát triển được. Thì vì vậy sẵn tiện hôm nay sẵn đang ngút bùn nè, với quét sạch cái đáy ao á, để sẵn tiện Đen Lúa chia sẻ cho cả nhà xem cái công việc ngút bùn dọn đáy ao của người miền Tây mình nó như thế nào cho tất cả mọi người và cả nhà xem. Và chắc hẳn ai ở miền Tây thì đều biết đến cái công việc này các bạn. Như cả nhà đã biết á, thì múc bùn hay là quét ao cũng tùy thuộc vào cái ao của nhà mình nó lớn hay nó nhỏ như cả nhà. Thì có cách quét khác nhau. Như cái ao của mình nó nhỏ thì mình dùng cái muỗng như thế này mình múc. Và có khi nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể bỏ tiền ra, các bạn thuê người dùng máy để bơm ha, bơm lên. Và có những cái ao lớn thì mình có thể dùng máy luôn ha. Thì hiện tại mình đang dùng cách thủ công các bạn. Thì mình và ba mình hôm qua nay cũng quét được muốn xong cái ao các bạn. Thì trước khi quét thì mình sẽ dùng một cái máy bơm như thế này để bơm dắt nước hết ra ha, rồi cho nó cạn cạn, như có nước như thế này thì khi mình móc bùn nó dễ hơn và nó trơn tru hơn các bạn. Đây các bạn, khi quét thì mình đã dựng sẵn cái bờ kè các bạn, để mà mình quét bùn lên bên đây nha các bạn, bên trái của mình đó. Thì hiện tại ba mình đang múc bùn để lên mé bên kia các bạn. Thì do nãy giờ mình ngồi nghỉ một chút rồi sẵn tiện mình quay mình chia sẻ cho các bạn biết cái công việc múc bùn ở quê mình như thế nào các bạn, để mà dọn sạch ao á, mình khi mình thả cá thì cá nó không bị bệnh nha các bạn đó. Rồi, thì khi mà những cái chất bùn á, chất bùn mà mình quét lên á, cặp mé như thế này á, mình có thể trồng rau nè, trồng cây đồ thì nó cây cối nó tốt lắm các bạn. Thì xung quanh cái vườn của mình các bạn, mình đã trồng chuối nè với dừa đó, bên mé bên đó thì trồng chuối ha, bên đây thì trồng dừa. Rồi cục đó nghỉ đi. Thì cái cây trồng này mình trồng cũng gần 5-2 năm các bạn, thì nó cũng lớn hết trơn rồi đó. Thì sẵn tiện hôm nay mình quét ao, mình quét một số bùn non này nè lên đây để mà cho cây nó tốt hơn các bạn. Phải cặp mé dưới cũng được, mình kéo lên. Các bạn mà ở miền Tây cũng biết là mình trồng rau muống hay rau lan thì nó tốt lắm các bạn ơi. Đó, thì sáng giờ hai cha con thì cũng múc xong các bạn, còn có hai lõm đất đang múc nè, thì ba mình đang múc, thì sẵn tiện mình quay cho các bạn xem luôn. Thank you.
hiện tại bây giờ cũng gần chiều các bạn, cũng hai cha con thì hồi sáng giờ cũng làm xong rồi, còn lỗ này thôi nên tặng tiện mình quay cho cả nhà xem đó. Thì mình đang đứng gần ở chỗ ba mình đang luyện bùn các bạn, thì do nó hơi bị văng á nên mình đứng hơi xa đó. Thì xong cái lỗ này rồi qua tới bên kia nữa thì mình sẽ dọn dẹp đậy máy lại rồi mình sẽ vô cả nhà thôi. Thì để mai mình làm tiếp, mình vét cho xong cái mé bên kia luôn. Sau khi mà mình vét xong cái ao này các bạn, thì mình sẽ tiến hành mình gãi voi đó để mình thử phèn cho nó không bị phèn các bạn. Thì khi mà mình thả cá xuống thì cá nó, cá con sẽ phát triển tốt hơn cả nhà ơi. Thì ông ba mình vét cũng gần xong rồi nè, một hồi mình qua bên đây mình vét luôn cái lỗ bên đây là rồi các bạn. Đây là những cây dừa ha, hàng chuối. Dừa này thì chừng năm nữa là ăn được rồi các bạn ơi. Đang chuẩn bị đậy máy rồi ha. Và đây là cái bờ kè mình đã làm hôm trước để mà chứa bùn các bạn. Thì cái lượng bùn non nó rất nhiều đó, thì cái ao mình cũng hơi lâu á nên mình sẽ làm cái bờ kè để chứa bùn như thế này. Rồi mình cũng xin phép dừng video đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha.